Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi buổi livestream hôm nay chia sẻ về giá trị thực chiến Forex là thế nào. Tôi xin được chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá và nhìn hiểu rõ được các giá trị thực tế trên thị trường để bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex. Hả? Ai kêu? Đi ra lấy danh sách dân cư của mình thì chứ còn chứ không phải dân cư của ngoại ra. Em ra ấy đi, anh đang like cả, anh ra lấy trước đi xong rồi. Tôi xin được chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn trải nghiệm về thị trường giao dịch về đầu tư Forex, hãy nhìn nhận và đánh giá về mọi giá trị thực tế trên thị trường. Bởi vì bản thân các bạn phải hiểu rằng thực chiến Forex là gì? Là những giá trị mà bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này phải thấy rõ được những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế để minh chứng, để cho chúng ta thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, có cơ sở để chúng ta đánh giá. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thực chiến là chúng ta tham gia vào các buổi được gọi là bắn tín hiệu hay cho lệnh hoặc phân tích xu hướng về thị trường hoặc đặt những lệnh chờ mà gọi đó là thực chiến Forex. Đấy không phải là giá trị trên cái thị trường từ Forex này. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải hiểu rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia trải nghiệm về thị trường về đầu tư Forex đều cần phải nhìn nhận bằng thực tế, đều cần phải thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường từ chính những người được gọi là chia sẻ Forex trên thị trường hoặc những người thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này, được gọi là áo quân Forex thế giới hay quản lý quỹ hoặc pro trader hay thầy dạy Forex, đều phải chứng minh cho chúng ta bằng chính những giá trị giao dịch live sâu phun toàn bộ giá trị giao dịch đó xuyên suốt trong thời gian dài trên thị trường để chúng ta kiểm định, chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Có như vậy thì đó mới gọi là những giá trị thực chiến Forex. Thực chiến Forex không có chuyện là chúng ta tham gia vào, chúng ta chỉ nghe bản thân những cái kẻ chia sẻ đó nói về thành công như đúng rồi, nhưng chúng ta không thấy rõ được những giá trị và những cái cơ sở của những kẻ đó trên thị trường về đầu tư Forex này. Chúng minh chứng vào trong thị trường thực tế, chúng đưa ra những giá trị cho chúng ta để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá được ở trên thị trường về đầu tư Forex. Thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những giá trị của bọn lừa đảo, nó đang bịp bợm, nó đang thúc chết nhà đầu tư mà thôi. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn trải nghiệm về thị trường về đầu tư Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá, đi chậm lại để thấy rõ về mọi giá trị trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex là chính những giá trị thực tế mà người đứng ra chia sẻ, người đứng ra cho chúng ta thấy rõ về những giá trị trên thị trường. Họ phải vận dụng, họ phải áp dụng, họ phải đưa vào trong thực tế để làm sao tạo được ra những lợi nhuận, những giá trị thật sự ở trên thị trường để có cơ sở trong một thời gian dài để cho bản thân các bạn nhìn nhận, các bạn đánh giá, chứ không phải những cái buổi thực chiến Forex chúng ta lên, chúng ta chỉ nghe những cái kẻ gọi là mồm mõm trên thị trường, chúng nói về thị trường, chúng phân tích về thị trường, chúng dẫn chứng cho chúng ta bằng giá trị nhìn nhận, bằng giá trị đánh giá trên thị trường mà không có chịu đưa vào trong thực tế trên thị trường. Đấy, tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu được vấn đề, để nhà đầu tư đi được đúng cái con đường mà các bạn đang trải nghiệm về thị trường đầu tư Forex này. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng đây là thị trường của những giá trị thực tế và bản thân những điều này cần phải có cả khoảng thời gian rất dài trên thị trường để mà minh chứng vào trong thị trường. Và hôm nay đi vào cái chia sẻ này trên thị trường thì bản thân các bạn có thể thấy rõ trên thị trường đầu tư Forex, đây là cả quá trình dài của bản thân tôi trước khi đi vào giá trị chia sẻ trên thị trường. Thì tôi xin được dẫn chứng ở trên thị trường về đầu tư Forex để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị này. Rất nhiều những buổi livestream giao dịch xuyên suốt, rất là nhiều cái từ tài khoản cứu cho nhà đầu tư cho đến sâu phun toàn bộ lịch sử và sâu phun về tài khoản đầu tư coin trên thị trường. Mọi nhà đầu tư cũng đánh giá để có cơ sở cho cả quá trình dài nhà đầu tư nhìn nhận vào vấn đề này. Và đây là những buổi livestream mà bản thân tôi giao dịch thực tế trên thị trường cho chính bản thân các học viên của bản thân tôi trực tiếp đánh giá xuyên suốt trong một thời gian nhiều năm qua trên thị trường.
theo đúng yêu cầu của các học viên, từ những tài khoản nhỏ, từ những giá trị nhỏ, từ những tài khoản lớn, từ những giá trị lớn để cộng đồng và nhà đầu tư cùng đánh giá về toàn bộ quá trình này trên thị trường. Đây là các buổi NF tôi đều phát trực tiếp, các bạn có thể tua về những ngày này ở tại các kênh như là Facebook hoặc là website đào tạo Forex hoặc là chiến lược forex.com hoặc là trên kênh YouTube đều có thể thấy rõ. Đây là cả quá trình dài mà bản thân tôi phải chứng minh vào trong thị trường thực tế. Đây, ví dụ giống như NF năm 2000, tháng 4 năm 2019, các bạn có thể thấy rõ là những giá trị mà tôi phân tích là gì nhỉ? Tôi đưa vào trong thực tế, lệnh luôn luôn đưa thực tế trên thị trường và để minh chứng bằng thực tiễn nha. Đấy. Đằng sau là học trò của bản thân tôi nha. Thôi nha, mọi người để nguyên cho em này. Đó. Website đào tạo Forex của nhà đầu tư, mời nhà đầu tư. Đó, học trò tôi sau là tiếp trên thị trường này, đánh tin NF trên thị trường nhé. Như tài khoản của bản thân tôi đây, tài khoản live trên thị trường. Đó. Ăn này là 50 mấy đô trên thị trường. Đây. Rồi, đây lại đi qua các tài khoản khác để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận. Và đây những buổi mà tôi giao dịch đây, buổi 5 tháng 4 năm 2019. Đó là trực tiếp các học viên của bản thân tôi ngồi xung quanh nhìn nhận và đánh giá và theo dõi và được thấy rõ những giá trị tôi vận dụng đưa vào trong thực tế trên thị trường. Không có chuyện là thầy dạy Forex ra bên ngoài chỉ bắn tín hiệu hoặc đặt lệnh chờ trên thị trường mà gọi đó là thực chiến Forex. Đây là điều từ cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Chào anh Nguyễn Văn Hà nha. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể hiểu rõ về những giá trị này trên thị trường. Và đây là những cái năm kế tiếp nữa trên thị trường xa. Đây, ví dụ như đây là Nông Farm ngày 4 tháng 1 năm 2019 nha. Thì đây, các bạn có thể thấy rõ là gì nhỉ? Học viên của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex đây nha, ngồi trực tiếp theo dõi quá trình tôi trade live, tôi giao dịch và tôi luôn luôn phân tích cho học trò của bản thân mình nhìn thấy rõ về các giá trị thực tế xung quanh. Rất là đông các học viên theo dõi, nhìn nhận và trực tiếp thấy rõ về những cái giá trị mà tôi vận dụng này trên thị trường. Và đây được gọi là tài khoản kế tiếp ở trên thị trường về đầu tư. Chào Đan Hà nhé. Đó, thì đây đánh tin NF đây, các bạn có thể thấy rõ nha. Đó. Thì khi mà gì nhỉ? Chúng ta giao dịch ở trên thị trường, chúng ta phải thấy rõ điều này. Đây là buổi khuya tôi đánh nha. Đây là buổi lúc 4 tháng 4 đây. Đây, lúc này có học trò tôi ngồi xung quanh và nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này. Đó. Thì khi mà gì nhỉ? Chúng ta trải nghiệm ở trên thị trường, chúng ta phải yêu cầu cái người thầy dạy Forex, họ phải chứng minh giao dịch thực chiến ở trên thị trường. Thực chiến là gì? Họ phải cầm tài khoản của bản thân họ, họ phải trade thực tế, họ phải đánh thực tế, họ phải cho chúng ta ngồi theo dõi bản thân họ giao dịch thực tế trên thị trường. Thì đó mới gọi là cơ sở chúng ta nhìn nhận vào trong thực tế của cái thị trường về đầu tư Forex này. Đây là tin Nông Phạm tiếp nha. Thì đấy, tôi dành thời gian để cho nhà đầu tư hiểu rõ được vấn đề này. Đó. Thì đó mới gọi là thực chiến trên thị trường. Chào bạn Hiền Vũ. Còn lại tất cả những cái buổi mà gì nhỉ? Thực chiến mà gì nhỉ? Thằng thầy không chịu giao dịch, chỉ ngồi phân tích về xu hướng để cho các bạn giao dịch, để cho các bạn tự trade, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng bịp bợ, những thằng lừa đảo mà thôi. Nhà đầu tư cần phải suy nghĩ lại trong cái quá trình mà các bạn tìm hiểu về cái thị trường về đầu tư Forex với những thằng hô hào thực chiến, nhưng ngay đến cả những giá trị thực tế bọn chúng còn không vận dụng, không giao dịch được, sao các bạn có thể ra ngoài vận dụng giao dịch được ở trên thị trường. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều buổi mà các học trò bản thân tôi thực tế ra ngồi chứng kiến bản thân tôi giao dịch ở trên thị trường nha. Đó, thì tôi mong muốn rằng qua những gì mà chúng tôi đã chứng minh, qua những gì chúng tôi đã xem thực tế đều thấy rõ. Cũng giống như đây, học đây là Linh, là người theo dõi bản thân tôi trong suốt cái từ đầu mùa dịch tháng 5 cho đến giờ, 24/24 trực tiếp ngồi phòng chay của bản thân tôi cũng đều thấy rõ về những giá trị này. Đây, đây. Có đúng là em luôn luôn thấy rõ anh chay like không? Thì đấy, tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về điểm bản thân tôi đang chia sẻ, bản thân tôi đang cho cộng đồng cùng nhìn nhận, bản thân tôi đang cho được các quý vị nhìn nhận đánh giá về các giá trị này trên thị trường, với mong muốn rằng trên con đường các bạn tìm hiểu, trên con đường các bạn trải nghiệm, các bạn nhìn nhận, các bạn hiểu rõ vấn đề và tôi đi vào trong cái
chia sẻ của ngày hôm nay, nội dung chia sẻ ngày hôm nay để nhà đầu tư có thể hiểu rõ các vấn đề này trên thị trường. Tại vì tôi đang chơi bên này nhé, nên là anh em thông cảm đi. Rồi, đây là những điều mà các bạn khi đến tìm hiểu bất kỳ khóa học nào thì các bạn cần phải hiểu rõ. Và đây cũng là cái vấn nạn về sao kê hay là về cho coi tài khoản trên thị trường, thì các bạn phải yêu cầu người đứng ra chia sẻ, họ phải minh chứng vào trong thị trường thực tế để chứng minh cho các bạn thấy rõ về cái giá trị này nha. Rồi, đó, khi thì nhờ, các bạn nên nhớ rằng có một người hỏi tôi là gì nhỉ? Ừ, cho em hỏi có khóa đào tạo nào vừa học vừa thực chiến luôn không? Thì tôi mới hỏi người ta như thế này: chào bạn, vậy bạn cho mình hỏi thực chiến Forex là như thế nào để các bạn tìm hiểu rõ, để tôi hiểu rõ được họ ý họ muốn. Dạ là vừa học vừa chơi live, ý chứ học lý thuyết suông thì em nghĩ không hiệu quả. Vậy bạn hiểu sao về lý thuyết suông? Trả lời xong tôi sẽ trao đổi với bạn từ đầu đến cuối. Là lý thuyết mà không được thực hành vào thực tế luôn. Bạn nói đúng đó, nhưng chỉ là một phần. Dạ, bắt đầu tôi mới trả lời họ đó nha. Thì tôi mong muốn rằng qua những gì chúng tôi chia sẻ trên thị trường, nhà đầu tư phải hiểu. Thứ nhất, mình trả lời bạn vấn đề này là: thế bạn đi học, bạn hiểu gì mà đã mở tài khoản ra để trade hay để giao dịch? Bạn học xong, bạn đã thấy thằng thầy dạy mà bạn theo học nó chứng minh vào trong thực tế hay chưa? Đó. Về những kiến thức và phương pháp nó dạy cho bạn vào thị trường bằng chính những tài khoản và những buổi nó chơi để bạn theo dõi chưa, mà bạn đã ra mở tài khoản để gọi là thực chiến? Thứ hai, bạn hiểu cho rõ học thực chiến là như thế nào, là bạn thân thằng thầy dạy Forex đó nó phải dạy đến đâu, nó phải đem tài khoản của nó ra để chơi trực tiếp để minh chứng cho những gì mà nó dạy cho bản thân các bạn. Đó mới là học thực chiến Forex bạn nhé. Còn bạn học mà nó còn không chứng minh cho bản thân bạn, bạn các bạn thấy rõ là nó chơi như thế nào và nó ngồi phán lệnh để cho các bạn cầm tài khoản của chính bản thân các bạn ra chơi mà gọi đó là thực chiến Forex được sao? Bạn hiểu cho đúng giá trị này nhé. Xin chân thành cảm ơn. Thì đấy, tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ thế nào là thực chiến nha. Không có chuyện thực chiến là các bạn nhảy ra, các bạn chờ lệnh của thầy dạy Forex rồi các bạn nói rằng đó là thực chiến. Xin lỗi các bạn. Nếu mà trong quá trình các bạn học mà các bạn không thấy những giá trị như giao dịch thực tế, chứng minh bằng thực tế, show full toàn bộ lịch sử, chứng minh xuyên suốt trong thời gian dài, xin lỗi nhà đầu tư, các bạn chỉ là con gà thì bản thân những kẻ này thuốc chết mà thôi. Học Forex thực chiến là sao? Là thầy dạy Forex đó phải chứng minh bản thân chính họ giao dịch Forex Live trực tiếp cho học viên nhìn nhận và đánh giá. Hai, không có chuyện học Forex vừa xong mà thầy dạy Forex của chính họ không giao dịch Forex để chứng minh cho những gì mà họ dạy Forex cho nhà đầu tư Forex xem và đánh giá, mà nhà đầu tư Forex đã vội ra mở tài khoản giao dịch Forex theo lệnh của thầy dạy Forex mà gọi đó là thực chiến Forex được cả. Học Forex vừa xong hiểu cái gì mà đã ra mở tài khoản để giao dịch Forex Live, đã thấy thầy dạy Forex của chính mình chứng minh bằng thực tế sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân họ để cho nhà đầu tư Forex đánh giá rõ kết quả hay chưa, đó mới là vấn đề mà nhà đầu tư Forex tham gia học Forex nên nhìn nhận cho đúng. Chẳng có chuyện thực chiến Forex, thầy dạy Forex lại chỉ đọc lệnh và cho chiến lược để chính học viên học giao dịch Forex của bản thân họ thì chịu chứng minh bằng cho chiến lược để cho chính học viên của bản thân họ giao dịch, còn bản thân những thằng thầy dạy Forex không chịu chứng minh cho thực và trong thị trường thực tế những gì mình đưa ra bằng giao dịch Forex Live trực tiếp trên NT4 và show full toàn bộ lịch sử
mà gọi đó là giao dịch thực chiến được cả. Đây là điều mà gì nhỉ? Các nhà đầu tư nên nhìn nhận, nên đánh giá và thấy rõ được toàn bộ các giá trị này nha. Đừng có lầm tưởng thực chiến Forex với bọn đọc lệnh và cho chiến lược Forex cũng như phán phân tích về xu hướng trên thị trường này là thực chiến Forex, đó chỉ là bọn mồm và bọn mõm trên thị trường Forex mà thôi. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những người trải nghiệm, bản thân các bạn là những người đánh giá, bản thân các bạn là những người nhìn nhận trên thị trường để đầu tư Forex. Hãy nhìn nhận cho nó đúng, đừng để bản thân thành con mồi cho những thằng không có năng lực giao dịch Forex trên thị trường Forex này, bịp bợ nó được gọi là thánh phán trên thị trường để bản thân các bạn đem tài khoản của các bạn ra giao dịch để chúng ăn con trên thị trường, chia sẻ Forex để nhà đầu tư và nó đang biến động nên không có tập trung. Chia sẻ Forex để nhà đầu tư Forex hiểu rõ giá trị của thực chiến Forex là gì và những kẻ không làm được, không dạy được ở trên thị trường Forex này, chúng được gọi là thực chiến Forex mồm mõm là như thế nào. Và tôi mong muốn rằng qua những gì chúng tôi chia sẻ, mọi nhà đầu tư có thể hiểu rõ về vấn đề này. Thực chiến Forex là gì? Thực chiến Forex là người đứng ra chia sẻ Forex, hay còn gọi là thầy dạy Forex phải chứng minh giao dịch Forex trên tài khoản Forex của chính bản thân họ cho học viên theo nhìn nhận và đánh giá rõ về kết quả, đó mới được gọi là thực chiến Forex. Thực chiến Forex chính là giá trị người đứng ra chia sẻ, hay còn gọi là thầy dạy Forex phải trực tiếp sâu phun toàn bộ giá trị tài khoản này để cho bản thân các học viên theo học nhìn nhận và đánh giá được rõ kết quả này, mới gọi đó là thực chiến Forex. Thực chiến Forex, bản thân người đứng ra theo học phải đánh giá rõ giá trị của người chia sẻ đó, trực tiếp phải chứng minh cho nhà đầu tư toàn bộ những giá trị mà họ dạy, kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm và cách xử lý trên thị trường như thế nào, thì đó mới gọi là thực chiến Forex. Không có chuyện ở nhà các bạn ra ngoài tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn nhìn nhận về những giá trị thực chiến Forex như ở bên ngoài kia, chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex đang chia sẻ cho chúng ta một thứ giá trị về thực chiến Forex một cách hoàn toàn sai lầm. Sai lầm về thực chiến Forex của nhà đầu tư khi nhìn nhận về thực chiến Forex. Thực chiến Forex không có chuyện nhà đầu tư Forex tham gia vào để nghe phân tích về xu hướng giá, mà người đứng ra phân tích xu hướng giá không chịu giao dịch trực tiếp trên tài khoản live của chính họ để minh chứng cho giá trị họ chia sẻ, để nhà đầu tư Forex kiểm chứng giá trị đó bằng thực tế trên tài khoản của người đứng ra chia sẻ. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận rõ về vấn đề này. Bọn lừa đảo Forex thường lạm dụng cụm từ thực chiến Forex để bịp nhà đầu tư đi đến đâu trên cái thị trường Forex này. Đi đến đâu trên cái thị trường Forex này cũng gặp thực chiến Forex. Song bản thân nhà đầu tư Forex nào đã thấy rõ thầy dạy Forex hay bất kỳ một ai ngoài kia trên thị trường Forex này chứng minh bằng thực tế giao dịch Forex live trực tiếp để các nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá cho kỹ về những cái kinh nghiệm, kỹ năng trên thị trường Forex hay chưa, hay chỉ là gì nhỉ? Bắn tín hiệu rồi lập một cái bảng thống kê như thế này thì gọi là nhà tham gia room để thực chiến Forex mà đi đến nhiều nơi mới thấy này. Đó, thì đây là nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và thì nhà phân tích xu hướng giá mà được gọi là thực chiến Forex sao? Từ thằng á quân Forex cũng dùng mồm và mõm để há ra kêu rằng thực chiến Forex, song thứ mà á quân Forex này đưa ra chỉ là lên phân tích về xu hướng giá rồi nói đó là thực chiến Forex. Đầu giá trị giao dịch live để minh chứng cho điều mà á quân Forex này phân tích về xu hướng giá đâu. Đầu giá trị sâu phun toàn bộ tài khoản của những gì mà á quân Forex này đưa ra phân tích về xu hướng giá trên thị trường đâu. Đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận và đánh giá được rõ về điều này. Nhận định về thị trường Forex mà gọi là thực chiến Forex được hay sao? Khắp nơi trên cái thị trường Forex này, đi đến đâu cũng đưa ra nhận định về thị trường Forex. Vậy tại sao nhà đầu tư Forex không bao giờ thấy được bọn
đưa ra nhận định này, chúng giao dịch Forex Line để chứng minh cho chính những gì chúng đang nhận định cho nhà đầu tư, cũng như đó nhà đầu tư Forex, cũng như đố nhà đầu tư Forex nào yêu cầu được bọn nhận định về thị trường Forex này, chúng sơ phun toàn bộ lịch sử để cho các bạn kiểm chứng về điều mà chúng đang đưa ra với các nhà đầu tư. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận. Lên phân tích như đúng rồi, điểm vào ra trên thị trường R1, R2, R3. Nhưng cái quan trọng nhất chúng ta phải thấy rõ trade line là thế nào. Bắn lệnh chờ, đặt lệnh chờ trong giao dịch Forex mà được gọi là thực chiến Forex sao? Mẹ ơi, nhiều kẻ lừa đảo Forex đến trơ chẽn. Chúng kêu rằng liên lên thực chiến Forex rồi đặt toàn lệnh chờ trên thị trường Forex, rồi gọi đó là thực chiến Forex. Chỉ có những kẻ điên với ngu không hiểu biết gì mới tin vào những thằng đặt lệnh chờ, đó là giao dịch Forex thực chiến. Đố nhà đầu tư Forex nào yêu cầu được bọn đặt lệnh chờ này trade line trực tiếp sâu, sau đó sâu phun toàn bộ lịch sử để chúng chứng minh cho thứ mà chúng đang phán với nhà đầu tư. Đố nhà đầu tư nào thấy rõ được giá trị này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng khi các bạn trải nghiệm ở trên thị trường, bản thân các bạn nên nhìn nhận, nên đánh giá và nên hiểu rõ được các vấn đề này. Bởi vì đi đến đâu chúng ta cũng thấy về giá trị bắn lệnh, đọc xu hướng, phân tích về xu hướng và thì nhà cho các bạn một vấn đề, đó là nhà các lệnh chờ trên thị trường. Nhưng đố các bạn thấy rõ được điều đó, các bạn thử yêu cầu đưa lịch sử giao dịch trong vòng một tháng chúng bắn lệnh để các bạn đối chứng kiểm chứng đi, sẽ không bao giờ có thấy rõ được bọn nó chứng minh cho điều mà chúng nó đưa ra cho các bạn nhìn nhận. Kẻ vẽ rồi phán lệnh buy hay sell mà gọi đó là thực chiến Forex sao? Nhiều kẻ lố bịch đến độ lên thị trường Forex, kẻ vẽ như đúng rồi phán buy hay sell cho nhà đầu tư Forex. Vậy sâu tài khoản thực tế cho nhà đầu tư Forex kiểm chứng giá trị buy hay sell của các bố phán kẻo đi, toàn bọn nói mồm và dùng mõm để tô điểm cho sự giả tạo của bản thân rồi đi lừa đảo Forex với những người không am hiểu về thị trường này mà thôi. Tôi chia sẻ bằng thực tế để nhà đầu tư hiểu được rõ vấn đề này. Đưa ra chiến lược cho nhà đầu tư mà gọi đó là thực chiến Forex được sao khắp hang cùng ngõ hẻm trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Khắp hàng cùng ngõ hẻm trên cái thị trường Forex này, đi đến đâu cũng có các thánh đưa ra chiến lược, kẻ nào cũng kêu là chiến lược Forex của chúng là đúng với chuẩn. Vậy đưa tài khoản của những kẻ đưa ra chiến lược Forex này để kiểm chứng cho giá trị mà chúng đưa ra đi. Đố nhà đầu tư Forex nào thấy rõ được vấn đề này. Các bạn sẽ thấy nhà đi đến đâu cũng phân tích, cũng đưa ra chiến lược, cũng đưa ra các giá trị vào ra lệnh trên thị trường, nhưng tuyệt nhiên các bạn sẽ không thấy rõ được các giá trị phân tích, các giá trị trade line thực tế để chứng minh cho những giá trị phân tích đó trên thị trường. Trader phán về thị trường Forex mà gọi là thực chiến sao? Tôi chia sẻ để đầu tư hiểu rõ, thằng nào cũng là trader cả, song thứ trader phán bằng mồm và bằng mõm nó nhiều vô kể cái thị trường Forex này. Đố nhà đầu tư Forex nào thấy được các bố trader phán này chứng minh thực tế về những gì chúng đưa ra cho nhà đầu tư. Đố nhà đầu tư Forex nào yêu cầu được các bố trader mồm này sâu phun lịch sử giao dịch để chứng minh cho giá trị mồm mõm mà chúng đang bắn cho nhà đầu tư. Đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ, đi đến đâu trên cái thị trường này ta cũng thấy đọc lệnh và đọc lệnh. Chúng ta phải hiểu rằng giữa đọc lệnh hoàn toàn khác so với cả những gì nhà đầu tư thực tế giao dịch ở trên thị trường. Bởi vì khi các bạn thực tế giao dịch là không có chuyện là đọc. Đọc lệnh hoàn toàn khác với những giá trị giao dịch trực tiếp ở trên thị trường. Đọc lệnh như đúng rồi là thứ mà bất kỳ ai tham gia vào thị trường Forex này có thể thấy và gì nhỉ? Tràn ngập trên cái thị trường này, bố nào, mẹ nào cũng là chuyên gia đọc lệnh trên thị trường Forex được cả. Đội nhóm nào cũng đọc lệnh như đúng rồi.
Đây là điều nhà đầu tư có thể thấy rõ. Đầu các bố đọc lệnh Forex đâu sâu phun toàn bộ lịch sử cho các nhà đầu tư Forex kiểm chứng những giá trị các bố đọc ra cho nhà đầu tư Forex thấy rõ trên tài khoản của các bố giao dịch thực tế trên MT4, xuất phun lịch sử nó ra để các bạn kiểm chứng. Đọc lệnh nó dễ quá nên các bố các mẹ chuyên gia Forex cứ thi nhau đọc vô tội vạ để lừa đảo Forex với những nhà đầu tư Forex chưa có kinh nghiệm ở trên thị trường Forex này. Các bạn cần phải hiểu rằng đi đến đâu chúng ta cũng thấy đây, sâu bảng Excel ra thì kêu là thống kê, đây đưa ra những giá trị kiểu này thì kêu là nhà thành công. Xin lỗi nhà đầu tư, không có cái chuyện đó ở trên cái thị trường Forex này. Rồi sâu bảng tổng kết như thế này mà được gọi là thực chiến Forex để tạo ra lợi nhuận được hay sao? Rồi thi nhau sâu bảng tổng kết Excel hay tổng kết lệnh mà đòi là thực chiến Forex thành công sao? Cứ sâu phun toàn bộ tài khoản để chứng minh cho những gì các bố, các mẹ, các chuyên gia, các á quân Forex đưa ra là nhà đầu tư hiểu rõ vấn đề cả thôi. Xong đố đứa nào dám sâu tài khoản ra để chứng minh cho điều mà chúng phán, chúng đầu tư thành công bằng mồm và bằng mõm đó, nhà đầu tư thử kiểm chứng lại về điều này ở trên thị trường để đầu tư xem. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn nên trải nghiệm về thực tế, nên đánh giá cho đúng về cả giá trị này. Đó chính là trò hề của bọn lừa đảo Forex trên thị trường Forex này. Chúng đang lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư Forex bằng thứ gọi là thực chiến Forex cùng nhà đầu tư, nhưng chỉ toàn là thực chiến Forex lừa đảo bằng mồm bằng mõm mà thôi. Sâu toàn hình chụp tài khoản demo bọn lừa đảo Forex này, sâu toàn tài khoản của chúng, bọn nó sẽ sâu toàn hình chụp trên điện thoại để cho nhà đầu tư Forex thấy. Thứ hai là sâu trực tiếp trên MT4 thì bọn lừa đảo Forex này nói tôi không đánh trên máy, trên MT4 mà tôi chỉ giao dịch ở trên điện thoại thôi nên tôi sâu vậy thôi nha. Kêu sâu full tài khoản thì bảo tôi sâu trên điện thoại, thế này là được rồi. Ai thích mất tiền cứ việc lao cho những kiểu chứng minh như thế này trên thị trường. Sâu toàn hình chụp, đây là những vấn nạn của thị trường Forex được bọn lừa đảo Forex chúng đưa ra để dụ nhà đầu tư Forex. Bản thân nhà đầu tư Forex nên nhìn vào trong thị trường thực tế để mà hiểu rõ giá trị thực chiến là gì, cũng như những giá trị đúng khi tham gia vào thị trường Forex này. Đừng để bản thân đi quá xa rồi hối với trả hận. Những giá trị được bọn lừa đảo Forex chúng đưa ra lúc đó là quá muộn cho nhà đầu tư Forex. Đó. Thì đây, các bạn có thể thấy rõ đó. Thì cuối cùng của những thằng đưa ra những cái rút mà gì nhỉ? Bán lệnh ở trên thị trường là mục đích là nhỉ? Một là bán khóa học, hai là gì nhỉ? Bán lệnh cho nhà đầu tư mà thôi, nhưng không bao giờ show cho nhà đầu tư thấy rõ. Mục đích cuối cùng là để lừa bán những giá trị mà ngay cả bản thân bọn chúng còn không chứng minh được những gì chúng đưa ra trên thị trường. Còn nói và phán, ai chẳng nói và phán được. Đừng bịp những người chưa am hiểu rằng đó là giá trị thực chiến trên thị trường. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ về vấn đề này. Đó. Thực chiến Forex chính là giá trị mà bất kỳ một ai khi tìm hiểu về giá trị thực chiến Forex này, thứ nhất cần phải trực tiếp nhìn nhận, đánh giá, giao dịch thực tế trên MT4 và người đứng ra dạy, người đứng ra chia sẻ trên thị trường, chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, họ phải trực tiếp chứng minh về điều đó cho nhà đầu tư thấy rõ về điều này. Không có chuyện giống như hình chụp bên này nha. Thứ hai của thực chiến Forex là thực chiến Forex chính là giá trị người đứng ra chia sẻ hay thầy dạy Forex, họ phải vận dụng vào trong thị trường thực tế để nhà đầu tư trực tiếp kiểm chứng cho toàn bộ những giá trị này, chứ không phải là xô lên những cái tài khoản kia này, bắn lệnh vô tội vạ này, không hề đúng nha. Và thực chiến Forex là gì? Thứ ba là nhà đầu tư phải hiểu khi còn chưa thấy rõ người chia sẻ Forex này và thầy dạy Forex áp dụng vào trong thực tế trên thị trường Forex này, để chúng phải chứng minh cho nhà đầu tư Forex đánh giá về tài khoản của bản thân chúng. Đó mới là thứ nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá được rằng kẻ đó có năng lực thật sự
trên cái thị trường giao dịch Forex này hay không. Đây, đi đến đâu cũng chụp hình trên tài khoản như này. Đấy, nhà đầu tư có thể thấy rõ. Đó. Và gì nhỉ? Đây là nhà. Rất nhiều người đã bị dính trưởng như này. Và ngay cả các chuyên gia nước ngoài, mày đọc xem. Đó. Mình cũng nói luôn là role trader này không cần phải sâu report nhé, để anh em biết biết tên đâu, vì tên nhiều người biết ở Việt Nam lắm rồi. Và gì nhỉ? Trong nghề Singapore này nhá. Em muốn làm đây. Đây. Đâu, có một cái đoạn rất là nha. Vậy chúng tôi không có đây. Ừ, em muốn làm gì tùy em. Gì ạ? Đội người mình chẳng có tư cách gì để họ cho xem report cả. Mình thích thì mình học, mình không thích thì mình đi chỗ khác. Đó, nhà đầu tư thử nhìn lại xem, từ nước ngoài cho đến trong nước, mày thấy lên đây là vu láo không? Nó bảo anh em mình có tư cách gì? Đây là những vấn đề mà anh em cần phải nhìn nhận lại nha. Hai thứ thực chiến Forex của nhà đầu tư Forex mong muốn là vào nghe bọn lừa đảo Forex, chúng bắn lệnh, phán lệnh cho nhà đầu tư Forex, cho chúng lợi dụng ăn tiền com, ăn tiền cháy tài khoản, ăn tiền nạp rút, cũng như lừa đảo Forex cho những giá trị mà bán tín hiệu hay copy trade hoặc ủy thác Forex, và bán chính những kiến thức mà ngay cả bản thân bọn bị bợm này còn không áp dụng được vào trong thực tế trên thị trường. Đấy, các bạn thấy nha. Tôi không tiện nói tên của cái người viết ra bài này nha. Đó, cái vụ này cũng lên một thời gian rồi nha. Tôi có trả lời thẳng luôn cái vụ này nha. Đó. Thì tôi mong muốn rằng khi các bạn tìm hiểu trên thị trường, các bạn cần phải nhìn nhận cho đúng và đánh giá cho đúng về mọi giá trị trên thị trường. Không có chuyện chúng ta tham gia vào trong thị trường này, chúng ta thích thì chúng ta giao dịch, chúng ta thích thì chúng ta học, chúng ta thích thì chúng ta vào, chúng ta tin tưởng, chúng ta lao vào trong thị trường. Không có. Đây là thị trường của đầu tư, tất cả mọi thứ đều phải được minh chứng bằng các chính những giá trị của đầu tư. Có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực, có giá trị thật sự hay không trên cái thị trường của đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn trải nghiệm, trên con đường các bạn nhìn nhận về thị trường, làm sao đi cho đúng, làm sao đi cho chuẩn và đánh giá cho rõ về vấn đề này. Đó, tôi chia sẻ cho các bạn nhìn nhận rõ về giá trị của thực chiến. Không có chuyện thực chiến Forex là lên một phán lệnh. Mày thực chiến Forex mày anh đến giờ mấy tháng? 4 tháng. Mày có bao giờ thấy tao đánh demo không? Ôi mà tao thức đến trận cả người ra. Đó. Thì đấy, tôi mong muốn rằng anh em cần phải hiểu rõ. Tài khoản mày có thấy rõ không? Dạ có. Có được tự tái xuất không? Dạ có. Nếu biết xét luôn. Đây nhìn toàn bộ trên MT4 hay là nhìn trên điện thoại? MT4. Live demo? Live. Tài khoản có tao đánh 10 lót có, 20 lót có. Dạ có. Nhưng mà tài khoản lớn tao có buồn sâu ra bên ngoài không? Dạ không. Chủ yếu sâu ra bên ngoài để cho anh em hiểu rõ là tài khoản nhỏ phải dìu đi lên như thế nào. Khó khăn không? Tài khoản nhỏ đánh lên lớn khó không? Phải luyện tập cả quá trình dài không? Thì đấy. Thì khi mà nhà bản thân các bạn trải nghiệm trên thị trường, các bạn cần phải hiểu rõ về vấn đề này. Tôi mong muốn rằng khi các bạn tìm hiểu về thị trường Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại đánh giá và thấy rõ được mọi vấn đề trên thị trường. Có như vậy thì chính bản thân các bạn mới có thể giúp được cho chính bản thân các bạn trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong những thời gian tới để cho các bạn nhìn nhận về vấn đề này. Và tại trong thời gian này thì tôi do tôi ngồi chơi nhiều quá thế nên tôi bị đau lưng nhé. Và nhà tôi cũng tồn lại nhiều video quá thế nên tôi không có tiện like. Thời gian này khoảng một tuần lại đây tạo ít đánh đúng không? Do tâm mệt đúng không? Đó, thế nên là gì nhỉ? Anh em cũng thông cảm. Tại tôi ngồi nhiều quá. Ngồi nhiều quá. Cả cái lưng của tôi nó bị đau. Thế nên là gì nhỉ? Anh em cũng thông cảm nhé. Và gì nhỉ? Tôi phải giao dịch để tôi mới có sự chứng minh để cho anh em xem. Đó. Thì đấy, thì tôi cũng gửi đến nhà đầu tư mong muốn rằng những gì chúng tôi chia sẻ sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường các bạn tìm hiểu về thị trường. Xin chân thành cảm ơn anh em.